Bài 20. Thực hành, quan sát và lắp mô hình ADN. Phần đầu tiên là quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN. Bài ADN này các em đã được học ở trong bài 15 rồi. Cô chỉ nhắc lại một số kiến thức trọng tâm. Đó là ADN bao gồm có hai mặt song song và xoắn đều. Nó sẽ xoắn theo chiều từ trái sang phải. Đường kính của mỗi phân tử ADN là sẽ có đường kính 20 angstrom, chiều dài của nó là 34 angstrom, bao gồm có 10 cặp nu ở trên một cái chu kỳ xoắn. Các cái nucleotide nó sẽ liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung, đó là A liên kết với T và G liên kết với X. Sau khi xem xong cái mô hình của phân tử ADN thì các em sẽ thực hành. Chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi sau đây. Đầu tiên là các em hãy trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN theo mô hình của Watson-Crick, là cái mô hình lúc nãy cô mới vừa chiếu. Câu thứ hai là các nucleotide ở trên hai mạch đơn nó sẽ liên kết với nhau như thế nào? Và cái phần kết quả thực hành á, thì các em sẽ trả lời một số cái câu hỏi. Câu hỏi này thì ở các năm trước là các anh chị sẽ được lắp ráp cái mô hình ADN. Tuy nhiên, năm nay chúng ta học trực tuyến nên là cái phần này chúng ta sẽ bỏ qua tại vì không có cái mô hình ADN để cho các em thực hành được. Tuần sau thì chúng ta sẽ thực hiện bài kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Thời gian thực hiện đó chính là tuần 10 nhằm ngày 10 tháng 11 năm 2021. Cái hình thức làm bài của chúng ta đó là làm trắc nghiệm theo link Google Form mà cô sẽ gửi. Số lượng câu là 40 câu. Thời gian làm bài là 45 phút. Tuy nhiên là cô sẽ nới rộng cái thời gian làm bài này cho các bạn. Đó là cô sẽ phát bài lúc 8 giờ 25 phút. Sau đó cái giờ ra chơi cô sẽ cho các bạn thoải mái hơn một chút. Đó là 9 giờ 30 phút cô sẽ khóa cái phần làm bài lại. Vậy thì cô sẽ cho các bạn thời gian là từ 8 giờ 25 phút cho đến 9 giờ 30 phút. Đó là cô trừ hao cho các bạn rất là nhiều thời gian, tăng thêm khoảng 20 phút nữa. Về phần nội dung chúng ta làm, đó là bài 1, Mendel và di truyền học. Bài 3, lai một cặp tính trạng tiếp theo. Bài 8, nhiễm sắc thể. Bài 13, di truyền liên kết. Bài 16, ADN và bản chất của gen. Bài 17, mối quan hệ giữa gen và ARN. Và bài 19, đó là mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Hướng dẫn về nhà. Thì về nhà các em hãy chép bài và làm các bài tập trắc nghiệm theo link Google Form ở trên trang trực tuyến. Các em làm cái bài thực hành này vào trong tập và các em hãy ôn tập thật là kỹ để chúng ta có bài kiểm tra giữa kỳ thật là tốt. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.